Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của AZP Việt Nam. Trong quá trình thực hiện công tác đào tạo cũng như là khi thực hiện các clip trên kênh Chứng khoán TV, chúng tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường. Các bạn có thể hỏi là mã chứng khoán này có tốt không? Tôi có nên mua mã này không? Hay cách đây vài tháng tôi đã mua mã này, bây giờ nó giảm như vậy thì tôi có nên bán nó không hay là giữ như vậy, đợi khi nó tăng trở lại? AZP Việt Nam cho rằng, đặc biệt với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, quý vị sẽ luôn có rất nhiều sự bỡ ngỡ cũng như là những câu hỏi. Và tuy nhiên thì hãy đừng sốt ruột, hãy bình tâm trở lại và chúng ta tốt hơn hết hãy cùng nhau đi tìm đến những nguyên tắc cơ bản, những nguyên tắc sẽ là nền tảng dành cho quý vị nhà đầu tư, những người, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường. Những điều đó sẽ tốt cho quý vị cả về ngắn hạn cũng như là dài hạn. Vậy thì ở trong khuôn khổ clip này, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu 6 nguyên tắc vàng mà AZP Việt Nam cho là cực kỳ cần thiết dành cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Vâng, và để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng điểm lại qua một chút những đặc điểm cơ bản của những nhà đầu tư mới, những người mới chập chững bước chân vào thị trường chứng khoán. Vâng, đầu tiên có thể rất dễ hiểu thôi, mới tham gia và kinh nghiệm của các bạn còn chưa nhiều. Ai đó có thể nói là nhưng tôi mới tham gia nhưng tôi là một sinh viên, tôi là một người chuyên về lĩnh vực tài chính hay tôi đã tìm hiểu rất kỹ về thị trường chứng khoán. Vâng, điều đó hoàn toàn có thể đúng, có thể chính xác. Tuy nhiên những kiến thức của các bạn nếu còn chưa được kiểm chứng trong thực tiễn thì điều đó còn là chưa đủ. Điểm thứ ba, điểm cực kỳ quan trọng, đó là với tâm thế tham gia. AZP Việt Nam thì luôn đánh giá tâm thế là một điều rất quan trọng. Và với một nhà đầu tư mới, chúng ta tham gia một tâm thế chưa rõ ràng, trường phái đầu tư còn chưa được định hình. Vâng, các bạn thích phong cách đầu tư lướt sóng, các bạn thích những cổ phiếu có cơ bản tốt, hay các bạn thích cái phong cách, cái trường phái đầu tư giá trị như là Warren Buffett, sẽ rất khó để cho một nhà đầu tư mới tham gia thị trường có thể trả lời những câu hỏi như vậy. Đó là điểm thứ ba, đặc điểm thứ ba của các nhà đầu tư mới. Và điểm thứ tư liên quan đến tâm lý, đó là tâm lý sợ rủi ro luôn luôn thường trực. Điều đó có thể nói là cực kỳ dễ hiểu. Vâng, và cuối cùng, điều này liên quan đến vốn đầu tư. Những nhà đầu tư mới tham gia, trừ một số ít thì thường là cái vốn đầu tư dành cho thị trường chứng khoán, dành cho cổ phiếu còn chưa nhiều. Nói như với bản thân tôi thì khi mà mới tham gia thị trường chứng khoán, mới mở tài khoản vào năm 2011 thì đâu đó không nhớ chính xác, tuy nhiên cái con số mà tôi bỏ vào cho tài khoản của mình nó rơi vào khoảng 8 triệu 300 nghìn nếu như chính xác. Và với một cái số vốn cũng như là hành trang như vậy, với một cậu sinh viên, vâng, cực kỳ khiêm tốn. Vậy thì có thể nói là cái việc làm giàu từ thị trường chứng khoán là một điều không thể. Vâng, rõ ràng là một điều không thể. Và thực tế mà nói, hồi đó tôi tham gia với một cái tâm thế là để học hỏi là chính thôi, trau dồi kinh nghiệm, là mới là sinh viên thôi, chưa có gì cần phải sốt ruột cả. Và AZP Việt Nam thì khuyên quý vị nhà đầu tư chúng ta mới tham gia thị trường thì hãy cũng nên có cho mình một cái tâm thế tương tự như vậy. Và chúng tôi, AZP Việt Nam nhận ra rằng nếu quý vị nhà đầu tư mới tham gia thị trường sẽ là cực kỳ nguy hiểm nếu như chúng ta tham gia với không một cái nguyên tắc nào cả. Không có nguyên tắc, cực kỳ rủi ro. Vậy thì hãy cùng với chúng tôi, chúng ta đi tìm hiểu 6 nguyên tắc. 6 nguyên tắc mà chúng tôi cho là nguyên tắc vàng đối với các nhà đầu tư chứng khoán, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường. Chúng ta hãy bắt đầu với nguyên tắc đầu tiên. AZP Việt Nam thì cho là chúng ta hãy chỉ nên bắt đầu với một lượng tiền nhỏ để học hỏi. Đương nhiên rồi, với một nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì cái việc mà bỏ một số tiền quá lớn trong khi kiến thức và kỹ năng của chúng ta còn quá thiếu, còn quá ít thì việc này cực kỳ rủi ro. Và nếu như ai đó nói với chúng tôi là tôi tham gia thị trường chứng khoán để làm giàu, vậy thì tôi muốn bỏ một lượng tiền lớn hơn và đầu tư để có thể kiếm được số tiền lãi cao hơn. Vâng ạ, điều đó hoàn toàn có thể rất đúng. Tuy nhiên thì hãy kiên trì, ngày đó sẽ đến trong tương lai. Vâng, khi và chỉ khi quý vị và các bạn trang bị cho mình đủ kiến thức, kỹ năng
cũng như là trải nghiệm đầy đủ trên thị trường chứng khoán. Nó là một nơi mà có thể nói là cực kỳ khắc nghiệt, không có điều gì dễ dàng dành cho một nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán cả. Thêm một điểm nữa, cái việc mà chúng ta bỏ quá nhiều tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán thì rất dễ để có thể khiến cho chúng ta đi lệch hướng. Có thể nói như thế này ạ, nếu ai đó bỏ quá nhiều tiền vào thị trường chứng khoán thì có một điều rất dễ xảy ra, đó là các bạn sẽ luôn rất tập trung vào thị trường và những mã cổ phiếu mà mình đã mua để xem là mã cổ phiếu tôi mua nó tăng như thế nào rồi, hay là ôi chết rồi sao nó giảm nhiều như vậy, tài khoản của tôi mất quá nhiều tiền. Điều đó hoàn toàn không tốt. Thay vì chúng ta dành thời gian để nâng cao cái năng lực bản thân, nâng cao cái kiến thức liên quan đến đầu tư chứng khoán, thì quý vị lại dành cái thời lượng rất lớn cho cái việc theo dõi giá cổ phiếu, theo dõi cái con số trong tài khoản của mình nhảy múa hàng ngày, hàng giờ. Điều này hoàn toàn là không tốt. Và chúng tôi cho là đó là cái sự lệch lạc trong đầu tư. Đó hoàn toàn không giống là đầu tư. Do vậy, lời khuyên của chúng ta ở đây là gì? Hãy bỏ một lượng tiền nhỏ thôi để học hỏi. Và cùng với đó là hãy kiên trì. Nguyên tắc thứ hai mà Exitim Việt Nam muốn đưa ra đó là chúng ta tuyệt đối không dùng tiền vay để đầu tư chứng khoán. Nếu như ai đó nói là tôi muốn đầu tư nhưng tôi lại không có tiền, vậy thì câu trả lời cho các bạn ở đây đó là vậy thì các bạn hãy đi kiếm số tiền đó trước. Hãy kiếm tiền, tích lũy tài sản, sau đó dùng số tiền đó để đầu tư chứng khoán và tiếp tục quá trình tích lũy tài sản một cách bền vững, chứ không phải là đi vay. Cái điểm thứ hai, nếu như ai đó nói là tôi có tiền nhưng tôi không cho là số này là đủ để tham gia thị trường chứng khoán, vậy thì có thể nói là không có con số nào, không có lượng tiền nào có thể coi là đủ ở trên thị trường chứng khoán cả. Lời khuyên cho các bạn là hãy kiên trì với việc học hỏi, hãy kiên trì với việc tích lũy tài sản. Thị trường chứng khoán không phải là nơi để các bạn làm giàu qua một đêm, để mà nói là số tiền này là đủ để tôi x2, x3 hay chưa. Vâng ạ, điều đó là hoàn toàn không nên một chút nào cả. Cái thứ ba, vâng ạ, margin. Chúng ta hãy nhắc đến margin là một dịch vụ mà các công ty chứng khoán cung cấp, và các bạn cho là đó có thể là một cái đòn bẩy tài chính rất là tốt. Tuy nhiên thì trong thực tế chúng tôi không khuyến khích việc này lắm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta đã vay margin thì cái việc call margin hay là giải chấp là một điều mà cực kỳ nguy hiểm. Hãy ví dụ một chút, trong cái dịch Covid-19 vừa rồi, nếu như ai đó, các bạn đã chọn được một công ty rất tốt, một cổ phiếu rất tốt, tuy nhiên không may mắn là nó lại bị giảm giá tương đối sâu. Vậy thì nếu các bạn đầu tư bằng hoàn toàn bằng tiền thiệt của mình, vâng, chúng tôi hay gọi như vậy, thì các bạn có hoàn toàn có thể tự trấn an và động viên bản thân một cách rất, có thể nói là rất đáng tin cậy, đó là công ty này rất tốt, nó cái việc mà nó giảm giá chỉ là nhất thời thôi, và về dài hạn thì những cốt lõi kinh doanh của nó vẫn rất tuyệt vời, nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 và thị giá cổ phiếu của nó sẽ trở lại cái mức mà các bạn kỳ vọng. Đó là câu chuyện nếu như các bạn đầu tư bằng tiền của mình. Còn nếu như chúng ta đầu tư bằng tiền vay margin thì cái việc giải chấp là hoàn toàn có thể, tôi không nói là chắc chắn nhưng hoàn toàn có thể. Đó là khi mà công ty chứng khoán bắt buộc phải bán cổ phiếu của các bạn để thu hồi lại tiền mà họ đã cho các bạn vay. Vậy thì khi đó cái quyền quyết định không còn nằm trong tay của chúng ta nữa. Cổ phiếu của chúng ta, tài khoản của chúng ta, nhưng cái quyền quyết định lại không hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta. Đó là điều mà có thể nói là chúng tôi không muốn xảy ra với quý vị các bạn, những người mới tham gia thị trường. Và điều cuối cùng đó là một hình ảnh, vâng, các bạn có thể nhìn hình ảnh một anh chàng đang kéo một cục tạ, vâng ạ, đang kéo một cục tạ rất lớn đằng sau có tên là debt, là nợ. Vậy thì có thể nói là nếu chúng ta đi vay tiền để đầu tư, khi mất hết vốn rồi thì sao ạ? Thì thay vì có thể dễ dàng quay trở lại thị trường khi chúng ta có thể tích lũy là một khoản tiền mà chúng ta cho là phù hợp, thì với một người đi vay mà mất hết tiền, tiền đó có thể đến từ rất nhiều nguồn, từ người thân bạn bè, từ ngân hàng, từ rất nhiều nguồn khác. Vâng, và chúng ta sẽ phải làm việc để oan minh trả nợ, có thể sẽ gây áp lực rất lớn cho gia đình, vợ con, rất nhiều người liên quan. Vậy thì đây là một cái điều mà hết sức nguy hiểm. Chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn để có thể quay lại cái sự nghiệp đầu tư của mình nếu như chúng ta lún sâu vào vũng lầy của nợ nần do các khoản vay khi đầu tư chứng khoán. Và nguyên tắc thứ ba,
một nguyên tắc mà AZFIN Việt Nam cho là rất cần áp dụng đối với các nhà đầu tư mới, đó là chúng ta hãy nên chọn những cổ phiếu dẫn đầu để khởi sự đầu tư. Vâng ạ, khi mới tham gia thị trường thì bản thân tôi cũng vậy thôi, sẽ rất thích những cổ phiếu mà đâu đó có giá khoảng một vài nghìn đồng. Vâng, nó tương đối là bé, những cổ phiếu penny hoặc mid cap sẽ rất dễ dàng để có thể sở hữu 1.000 thậm chí là hàng chục nghìn cổ phiếu của những công ty mà có thị giá thấp như vậy. Ok, nghe thì có vẻ rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Tuy nhiên, thực tế trên diễn ra ở trên thị trường thì những cổ phiếu như vậy lại thực sự không phù hợp với những nhà đầu tư mới. Vậy thì những cổ phiếu như thế nào thì mới hợp với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường chưa có nhiều kiến thức, có ít kinh nghiệm và trải nghiệm? AZFIN Việt Nam cho là chúng ta đâu đó nên lựa chọn những cổ phiếu như sau. Những cổ phiếu trong nhóm VN30, những công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường. Thứ hai là những cổ phiếu được những công ty chứng khoán khuyến nghị. Các bạn có thể được làm việc với những anh chị môi giới rất là tốt, dẫn tận tâm khách hàng, họ sẽ đưa ra cho các bạn những mã cổ phiếu rất thú vị, rất hấp dẫn. Hoặc là những cổ phiếu được các quỹ đầu tư lớn săn đón. Những thông tin này hoàn toàn không khó để sở hữu. Các bạn có thể tương đối là dễ dàng để tiếp cận những nguồn tin này và sau đó có những cái phân tích của riêng mình. Tiếp theo, nếu như quý vị và các bạn đang làm việc trong một lĩnh vực nào đó, lĩnh vực chuyên môn nào đó, các bạn rất hiểu về doanh nghiệp của mình, rất hiểu về doanh nghiệp đối thủ và rất hiểu về ngành. Vậy thì tại sao ạ? Tại sao lại không bắt đầu với các công ty dẫn đầu thị trường ở trong những ngành mà bạn hiểu rõ như vậy? Sẽ cực kỳ là tuyệt vời. Thay vì là chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu nhỏ, những cổ phiếu mà bản thân những công ty đó cái vấn đề thông tin còn rất là khó tiếp cận, thì các bạn hãy đầu tư vào những công ty mà các bạn có hiểu biết rõ, có chuyên môn và nắm bắt chắc. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, vâng, những người mới tham gia thị trường, các bạn muốn biết kỹ hơn, vâng, tôi nên mua cổ phiếu nào, hãy chỉ đích danh ra cho tôi. Vậy thì hãy subscribe kênh Chứng khoán TV của AZFIN Việt Nam và theo dõi clip mới ra bằng một số livestream đặc biệt của anh Đặng Trần Phục. Mới đầu tư chứng khoán nên mua cổ phiếu nào? Vâng, trong nội dung clip đó chúng tôi có đưa ra cụ thể một số những cổ phiếu rất hấp dẫn. Không ít những cổ phiếu cực kỳ hấp dẫn mà các bạn có thể tham khảo trong nội dung clip của chúng tôi. Và nguyên tắc thứ tư, nguyên tắc này là cực kỳ cần thiết, vâng, với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì tư vấn của người khác cũng chỉ là một kênh tham khảo thôi, và quyết định và trách nhiệm thì cuối cùng cũng luôn luôn thuộc về bạn. Đương nhiên rồi, tiền của các bạn mà. Vậy thì quyết định và trách nhiệm đương nhiên là của chúng ta rồi. Tuy nhiên thì có một số người có thể nói là tôi có một số những môi giới đâu đó có thể nói là rất là tốt, rất là tận tâm với tôi. Vâng ạ, điều đó cực kỳ tuyệt vời. Bản thân tôi cũng đã từng, khi mà mới mở tài khoản, hồi còn chỉ là một cậu sinh viên, thì những anh chị môi giới của tài khoản của tôi hồi đó cũng rất tốt và hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Tuy nhiên thì hãy đừng dựa dẫm vào họ quá. Chúng ta hãy luôn có cái ý thức, trau dồi kiến thức cũng như là kinh nghiệm của bản thân, để một ngày nào đó chúng ta có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Và tôi thì có một quan niệm là nếu như chúng ta có thể kiếm tiền, vâng ạ, kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán bằng năng lực của bản thân mình, thì điều đó luôn luôn là tuyệt vời hơn là dựa vào người khác chứ ạ. Không chỉ trong chứng khoán mà trong đời sống, có lẽ điều đó cũng nên là một trong điều mà chúng ta nên tâm niệm. Và đó là nguyên tắc thứ tư mà AZFIN Việt Nam muốn đưa ra cho quý vị và các bạn. Hãy tự trau dồi, hãy tự đứng trên đôi chân của mình thay vì dựa dẫm vào một ai khác. Nguyên tắc thứ 5, vâng, một nguyên tắc cực kỳ thú vị, chúng tôi cho là thú vị nhất trong 6 nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra trong nội dung clip này. Đó là không mua đi bán lại và không nhìn bảng điện tử từng giờ từng phút. Với cái sự phát triển của công nghệ, sự phát triển của smartphone ngày nay sẽ rất là ngầu và không phải là hiếm với những cái hình ảnh mà chúng ta thấy là một số bạn trẻ chúng ta tay cầm điện thoại, một chiếc smartphone, nhâm nhi một tách cà phê và chăm chú nhìn bảng điện tử. Vâng, một hình ảnh rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bản thân AZFIN Việt Nam thì lại không khuyến khích cái phong cách này. Chúng tôi hoàn toàn cho là cái việc mà nhìn bảng điện tử hàng ngày ạ, thì nó không giúp cho các bạn trở thành những nhà đầu tư thông minh hơn. Không giúp các bạn trở thành các nhà đầu tư thông minh hơn đâu. Cái thứ hai nữa đó là nếu như ai đó nói là tôi đầu tư lướt sóng,
Vậy thì tôi phải chăm chú nhìn vào bảng điện tử chứ, nếu không thì làm sao tôi có thể kịp thời đưa ra quyết định của mình. Đương nhiên rồi, các bạn hoàn toàn có thể tự do lựa chọn cái phong cách đầu tư của mình. Tuy nhiên với những nhà đầu tư mới thì cái việc lướt sóng có thể tạo ra cái sự phấn khích nhất thời thôi. Còn Azfin cho rằng cái việc kiếm tiền từ phong cách đầu tư này với những người mới là cực kỳ khó khăn và chúng tôi không khuyến khích các bạn làm điều này. Vậy thì cái lời khuyên là gì? Chúng ta hãy lựa chọn cho mình theo cái nguyên tắc thứ ba chúng tôi đưa ra, một công ty tốt, một mã cổ phiếu tiềm năng. Sau đó đóng bảng điện tử lại và đi tìm cho mình những cách nào đó có thể nâng cao kiến thức, nâng cao năng lực của bản thân. Bằng cách như thế nào? Hãy đọc sách. Có rất nhiều cuốn sách hay liên quan đến chứng khoán. Vâng ạ, Hòn Tuyết Lăn của Warren Buffett hay là Benjamin Graham, một nhà đầu tư huyền thoại, hay là Peter Lynch. Có rất nhiều tác giả, rất nhiều những cuốn sách hay. Chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn ở trong clip sau. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn nữa, đó là hãy subscribe kênh Chứng khoán TV của Azfin Việt Nam và các bạn sẽ có cho mình những clip cực kỳ chất lượng liên quan đến thị trường chứng khoán, đặc biệt dành cho những người mới tham gia thị trường. Và nguyên tắc thứ 6, nguyên tắc này là nguyên tắc cuối cùng nhưng cũng là nguyên tắc nền tảng nhất mà chúng tôi muốn quý vị và các bạn chúng ta hãy luôn tâm niệm, đó là hãy coi thị trường chứng khoán là nơi để tiết kiệm và tích lũy tài sản. Các bạn hãy đừng biến nó thành sới bạc. Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể nói là còn tương đối nhiều hạn chế nhưng nó cũng là có đầy đủ những đặc tính của một thị trường chứng khoán mới nổi và sẽ còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Và sẽ là không tốt nếu như chúng ta vào thì chúng ta tham gia dưới góc độ một nhà đầu tư nhưng hành vi của chúng ta lại giống như là đánh bạc vậy. Có thể nói là thị trường chứng khoán không phải là một nơi để chúng ta làm giàu qua một đêm. Vậy thì hãy kiên trì. Vâng, lời khuyên chúng tôi là hãy có cho mình một tâm thế tốt khi tham gia thị trường. Hãy là một nhà đầu tư thông minh và kiên trì với những mục tiêu của mình. Vâng, trên đây là 6 nguyên tắc mà Azfin Việt Nam cho là những nguyên tắc vàng dành cho các nhà đầu tư chứng khoán mới tham gia thị trường. Và ở clip tiếp theo vào 21 giờ thứ 6 ngày 29 tháng 5, hãy cùng với chúng tôi chúng ta khám phá nội dung của 8 cuốn sách mà Azfin Việt Nam cho là nên đọc, thậm chí là phải đọc dành cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Xin trân trọng cảm ơn những sự ủng hộ, sự quan tâm của quý vị và các bạn cho series chứng khoán dành cho người mới bắt đầu của Azfin Việt Nam. Hãy comment và subscribe cùng Azfin để có được những clip hấp dẫn hơn nữa trong tương lai. Chào thân ái và quyết thắng!